Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 10 tháng 7 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch trưa chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới khép lại tuần giao dịch bằng một phiên tăng nhẹ, tăng hơn 1 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ tăng là 0,06%, giao dịch ở mức 1.741 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày trước giờ đóng cửa phiên này, mức thấp nhất là 1.728,49 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.752,36 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ khép lại tuần giao dịch vẫn ở mức cao 106,895 điểm, mặc dù khép lại tuần này bằng một phiên giảm với tỷ lệ giảm là 0,13%. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 1,31%, giao dịch ở mức 21.306 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm khép lại tuần giao dịch bằng một phiên tăng với tỷ lệ tăng là 2,80%, giao dịch ở mức 3,084% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần bằng một phiên tăng với tỷ lệ tăng là 2,58%, giao dịch ở mức 104,700 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Mặc dù giá vàng trên thị trường thế giới tăng nhẹ phiên giao dịch cuối tuần, tuy nhiên so với cuối tuần trước, mức giá đóng cửa này vẫn thấp hơn tới 70,4 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương mức giảm ròng gần 3,9% giá trị. Đây là mức giảm tuần mạnh nhất mà kim loại quý thế giới ghi nhận trong vòng 2 tháng qua, tương đương với đợt sụt giảm mạnh hồi tháng 5 trước đó. Theo giới chuyên gia, giá vàng tại hầu hết thị trường tuần này chịu tác động tiêu cực từ áp lực tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Theo công cụ FedWatch của CME, hầu hết các chỉ số đều cho thấy Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm vào cuối tháng này. Trước áp lực tăng lãi suất, chỉ số đô la index đo sức mạnh của đồng bạc xanh tuần này đã tăng vọt hơn 1,7%, giao dịch ở mức trên 106,6 điểm, cao nhất 20 năm trở lại đây. Chính đà tăng của đồng đô la Mỹ là nguyên nhân trực tiếp khiến giá vàng sụt giảm. Ngoài ra thì đà giảm của vàng còn đến từ xu hướng bán tháo của giới đầu tư trước lo ngại tăng lãi suất. Với việc sức mạnh của đồng đô la Mỹ vẫn trong xu hướng tăng thì không có nhiều triển vọng tăng giá cho vàng trong tuần từ ngày 11 cho đến ngày 16 tháng 7 sắp tới. Với cuộc khảo sát giá vàng tuần tới của Kitco News cũng cho kết quả kém tích cực khi mà có 9 trên 15 chuyên gia dự báo giá vàng giảm hoặc là đi ngang, tương đương 60% số người đưa ra ý kiến. Ngược lại, chỉ có 6 chuyên gia dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. Theo Philip Chable, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Life Future cho rằng giá vàng vẫn đang trong xu hướng giảm và chưa có dấu hiệu tăng trở lại. Vùng giá ông Chable đưa ra với vàng trong thời gian tới sẽ là mức 1.650 đô la Mỹ trên một ounce. Tương tự, nhiều chuyên gia phân tích cho rằng giá vàng chỉ có thể tăng trở lại khi mà thị trường ghi nhận sự thay đổi trong chính sách tiền tệ của Fed, cụ thể là việc dừng các đợt tăng lãi suất liên tiếp. Không riêng gì giới chuyên gia, kỳ vọng tăng giá của vàng tuần tới cũng đã giảm đáng kể trong cuộc khảo sát của Kitco News với các nhà đầu tư cá nhân, những người vốn rất lạc quan với giá vàng. Cụ thể, cuộc khảo sát với 484 nhà đầu tư cá nhân cho kết quả chỉ có 204 người tương đương 42% tin rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Ngược lại, có tới 280 người dự báo giá giảm hoặc đi ngang. Đây là mức dự báo kém tích cực nhất mà các nhà đầu tư cá nhân đưa ra với triển vọng tăng giá của vàng kể từ đầu năm 2002. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Cụ thể, với mặt hàng vàng miếng, giá giao dịch trong nước vẫn duy trì ở mức 67,95 cho đến 68,55 triệu đồng trên một lượng theo hai chiều mua vào và bán ra, chỉ giảm 250.000 đồng trên một lượng trong tuần này. Trong khi đó thì giá vàng nhẫn đã ghi nhận mức giảm xấp xỉ 1,4 triệu đồng trên một lượng. Hiện phổ biến được mua vào ở mức 51,85 triệu đồng trên một lượng và bán ra ở mức 52,8 triệu đồng trên lượng. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, giá vàng miếng ít chịu ảnh hưởng từ đợt giảm giá của thị trường vàng thế giới vừa qua, nhưng giá vàng nhẫn và vàng trang sức vẫn đang chịu tác động mạnh từ xu hướng này. Với triển vọng kém tích cực tuần tới của giá vàng thế giới thì có thể vàng nhẫn trong nước cũng khó tăng trở lại vùng giá 53 triệu đồng trên một lượng. Hiện tại thì giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt Nam tương đương khoảng 49,4 triệu đồng trên lượng, chỉ thấp hơn 3,4 triệu đồng trên lượng so với giá vàng nhẫn, nhưng lại thấp hơn tới 19,15 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng miếng trong nước.
Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm cuối tuần được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.177 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 56 đồng trên 1 đô la Mỹ so với cuối tuần vừa qua. Giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại được giao dịch quanh mức 23.220 đồng trên 1 đô la Mỹ theo chiều mua vào và 23.500 đồng trên 1 đô la Mỹ theo chiều bán ra. Như vậy là tăng mạnh 60 đồng trên 1 đô la Mỹ so với cuối tuần trước. Giá đô la Mỹ tự do tại chợ đen mua vào ở mức 24.050 đồng, bán ra ở mức 24.070 đồng, tăng 20 đồng trên 1 đô la Mỹ ở chiều mua vào, tăng 10 đồng trên 1 đô la Mỹ tại chiều bán ra. Phần cuối cùng của bản tin này, để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa chiều ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung thì giá vàng SJC trong nước hiện tại thì cũng không có nhiều biến động về giá quý vị và các bạn nhé, chỉ có một vài hệ thống kinh doanh là điều chỉnh tăng giảm trong biên độ hẹp, thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.795.000, bán ra 6.855.000. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.795.000, bán ra 6.857.000, chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra hiện tại đang là 600.000 đồng trên 10 lượng. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.790.000, bán ra 6.850.000. PNG Hà Nội mua vào 6.797.000, bán ra 6.860.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.800.000, bán ra 6.860.000. Doji Hà Nội mua vào 6.795.000, bán ra 6.855.000. Phú Quý SCC mua vào 6.795.000, bán ra 6.855.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.797.000, bán ra 6.854.000, tăng 10.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, 40.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.805.000, bán ra 6.840.000, giảm 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.780.000, bán ra 6.840.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.760.000, bán ra 6.840.000. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6.795.000, bán ra 6.855.000. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Thời điểm này thì không có điều chỉnh về giá. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra vẫn đang dao động trong khoảng 620.000 đồng trên mỗi lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.795.000, bán ra 6.857.000. SJC Huế mua vào 6.792.000, bán ra 6.858.000. SJC Bình Phước mua vào 6.793.000. Bán ra 6.857.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.795.000, bán ra 6.855.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.797.000, bán ra 6.860.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.795.000, bán ra 6.857.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.793.000, bán ra 6.857.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại thì không có thay đổi về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.185.000, bán ra 5.280.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.160.000, bán ra 5.230.000. Vàng 24K mua vào 5.048.2.000, bán ra 5.178.2.000. Vàng 18K mua vào 3.737.9.000, bán ra 3.937.9.000. Vàng 14K mua vào 2.864.4.000, bán ra 3.064.4.000. Vàng 10K mua vào 1.996.1.000, bán ra 2.196.1.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.